Ok, mình chỉ là minh họa thôi. Hai con chim kia là hai con chim già, ở đây là con chim non. Thì cái thể lệ là cái số phiếu này mình sẽ gấp làm tư và sẽ để vào một cái hòm kín này. Sau đó là sẽ có một em nhỏ nam và một em nhỏ nữ bốc cái ngẫu nhiên. Trước khi bốc là nắp kín và sẽ là khách quan nhất, công tâm nhất. Hy vọng là sẽ tìm ra được một cái số điện thoại của một ai đó có duyên với hai con chim mà mình đăng ở trên kênh YouTube. Thì cái thể lệ là các bạn chỉ cần qua cái Zalo, Facebook và cái nhắn tin qua Messenger cũng như là số điện thoại bằng mọi cái hình thức qua mạng xã hội. Các bạn đẩy cái số điện thoại cho bên kênh của Thao, chương trình Thao có đã công bố qua cái clip của hôm qua. Thì hiện nay là được một ngày, hơn một ngày, thì đến 7 giờ, đúng 7 giờ tối mai là mình sẽ không tiếp nhận số điện thoại, và đến 8 giờ thì mình sẽ tôi thống nhất là 7 rưỡi, thì đến 8 giờ thì mình từ 7 rưỡi là mình sẽ ngừng, còn đến 8 giờ mình sẽ quay trực tiếp và phát trực tiếp cái kết quả của ai đó tham gia và may mắn. Thì cái chương trình này nó không có cái mục đích gì khác ngoài tạo ra cái sân chơi vui vẻ và cái sự đam mê, chia sẻ cộng đồng, và cũng vì là cũng có phát triển nuôi tại vườn, nên ra cũng muốn tri ân đến những người, những fan hâm mộ cũng như những ai đã từng biết đến Thao Chim Cú Gáy miền Bắc. Hy vọng rằng các bạn sẽ tham gia đông vui và chúc các bạn may mắn trong cái buổi tối ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.